Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay thì em sẽ làm một chiếc video để chia sẻ cũng như là giao lưu với các bác về cái công việc phun thuốc sâu cũng như là phân bón lá cho cây sầu riêng mới trồng này nha các bác. Đây là cây sầu riêng em đã trồng được cũng hơn 20 ngày các bác. Nói chung video này thì chắc chắn là chỉ mang tính chất giao lưu chia sẻ tham khảo các bác. Đây, và chủ đề chính luôn. Về cái công việc phun thuốc sâu này thì nếu như cây của các bác mới mua về ấy, mà đang đi cơ đọt ấy, thì các bác tiến hành phun thuốc sâu luôn nha các bác. Đây, để tránh trường hợp sâu rầy nó tấn công. Còn cây của em thì lúc mua về nó chưa đi cơ đọt đấy. Bữa nay thì bắt đầu nó đi cơ đọt rồi, cũng gần là xong các bác. Phun thuốc sâu thì cũng có mấy loại này các bác. Đây, trước tiên là về thuốc sâu thì có nhiều loại lắm. Cái loại rầy xanh thì các bác sử dụng cái loại nó nặng tí các bác. 5-600 EC rồi đấy. Còn không thì các bác sử dụng Karate cũng được. Cái chai này thì mất hết nhãn mác. Karate các bác, đây là thuốc sâu. Hoặc là những cái dòng nó nặng hơn, dòng đặc trị rầy xanh. Đây, rầy nâu bọ trĩ rệp xác các bác. Còn phân bón lá thì các bác sẽ sử dụng các dòng 30-10-10 hoặc là 33-11-11 cộng với chung vi lượng được. Đây, 33-11-11 cộng với chung vi lượng nữa các bác. Bạn này thì nó sẽ đâm chồi cũng phát đọt rất là mạnh. Còn sau khi lá nó mở thì các bác sử dụng combi. Đây, ví dụ như lá nó mở như này thì các bác sử dụng combi. Còn mà bắt đầu phóng mũi giáo ấy, hoặc là bắt đầu đi cơ đọt như này thì các bác sử dụng 33-10-10, 33-11-11 hoặc là 30-10-10 cũng được. Đây, rồi tiến hành phun thôi. Thuốc sâu thì trộn chung với phần bón lá nha các bác. Còn thuốc nấm thì các bác phun riêng. Đây, phun thì các bác cho vào cái bình nhỏ nhỏ, nếu mà ít thì các bác cho bình 2 lít này. Xịt ướt đẫm bề mặt lá là được các bác. Mặt trước với mặt sau luôn. Như vậy là tiến hành phun thuốc sâu phần bón lá luôn. Các bác nhớ là phun vào lúc mát các bác, trời mát ấy, chứ trời đang nắng gắt thì các bác hạn chế phun. Các bác cứ trời mát buổi sáng hoặc là buổi chiều rồi đấy. Tránh trường hợp chúng ta phun vào cái trời nó đang nắng gắt các bác, nắng gắt mà chúng ta phun thuốc vào thì nó hay bị nóng cũng như là sẽ bị rụng các bác. Hồi trước thì mấy video trước thì em đã chia sẻ các bác về cách tưới humic cũng như là bón phân gà nở rồi. Nói chung nó cũng theo quy trình thôi. Lá già thì tiến hành tưới humic cũng như là bón phân gà nở. Lúc nhỏ thì chủ yếu là bón phân gà nở là chính các bác, với tưới humic. Nó nào có điều kiện thì bổ sung thêm đạm cá nữa. Cây bắt đầu là phóng mũi giáo thì các bác tiến hành phun thuốc sâu. Đây, các dòng thuốc sâu cũng như là phần bón lá em đã chia sẻ đây. 7 đến 10 ngày thì các bác phun một lần nhá. Còn tùy thuộc vào cái tình hình sâu bệnh nó cắn phá nữa. Không thì cứ 5-7 ngày tiến hành phun một lần. Lúc nhỏ thì phun khá đơn giản, các bác cho cái bình 2 lít này. Bởi vì cây nó nhỏ bác, nó cũng tốn ít thuốc. Cái thế mà phun thôi. Nếu mà không phun thì sẽ bị sâu cắn các bác. Đây là cái dấu hiệu của sâu cắn các bác. Sâu cắn. Còn rầy xanh thì nó sẽ làm cho cháy cái mép các bác. Cháy mép cũng là quăn lá. Chích nhiều thì nó sẽ rụng luôn lá non các bác. Đây, đặc điểm của sầu riêng thì quan trọng nhất vẫn là giàn lá các bác. Nếu mà các bác để giàn lá nó bị sâu bệnh tấn công thì cây nó rất là chậm lớn luôn. Nên các bác nhớ kiểm tra vườn thì phun nó đúng thời điểm các bác. Đây em chỉ các bác cái rầy xanh nó chích này. Đây là những cây gần 2 năm mà. Đây. Rầy xanh các bác. Rầy xanh thì nó chích cái này là nhẹ. Chứ nặng là sẽ nó rụng luôn các bác. Như những lá này thì sau này nó cũng sẽ khả năng rụng rất là cao này. Đây là rầy xanh. Nó làm mà quan mép lá. Cây này thì cũng nhẹ thôi, nói chung cũng có vài lá thôi bác. Đây. Còn đây là sâu nhá bác. Các bác phun phòng sớm thì sẽ hạn chế bị tấn công thôi, chứ mà chúng ta để nó tấn công rồi mới phun thì những cái lá nó bị, như những lá này thì nó sẽ bị tổn thương mã đúng không bác. Đây, nấm bệnh nó sẽ theo nó tấn công thôi. Cho nên các bác nhớ phun phòng là chính thôi.
Ok, như vậy là video chia sẻ cũng như là giao lưu các bác về công việc phun thuốc sâu cũng như là phân bón lá cho những cây sầu riêng mới trồng này. Mà chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.